cô gái vượt rào trốn mẹ đi chơi và cái kết bất ngờ. Mới đây xuất hiện một clip quay lại cảnh cô gái trèo rào để trốn ra ngoài đi chơi cùng các bạn. Thật không may cho cô gái là khi đang chuẩn bị xông phi nhảy xuống đất thì chiếc váy của cô đã bị mắc lại trên rào chắn và thôi ta chia lìa nhau từ đây. Váy đi đằng váy, người đi đằng người. Cú tiếp đất của cô gái qua video cũng đủ thấy được rằng cô gái bị rất đau nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vì xung quanh có anh quay phim chạy bằng cơm và bạn nữ đang bên cạnh. Qua video thì các bạn nữ cũng nên cẩn thận khi vượt rào nha. Vì cũng có rất nhiều trường hợp giờ khóc giờ cười xảy ra với các cô gái khi vượt rào rồi đó. Nếu muốn đi đâu thì ta cứ ngoan ngoãn mà xin phép ba mẹ đi chơi là được, đừng như cô gái trong clip nha. Trong đám cưới chú rể hôn cô dâu vào cái kết, thể hiện tình cảm với nhau là điều hết sức bình thường, điều mà hầu như bạn gái hay bạn trai nào cũng muốn được người yêu thể hiện với mình. Tuy nhiên có một cô dâu lại không muốn được chồng mình thể hiện điều đó với mình. Cụ thể một clip xuất hiện trên mạng được ghi lại trong buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Chú rể đứng dậy và định hôn cô dâu, thì bị cô dâu thẳng thừng từ chối trước mặt quan khách và thể hiện bộ mặt rất khó chịu rồi đẩy chàng trai ra. Sự việc diễn ra ngay trước mặt quan viên hai họ và bà con hàng xóm khiến chàng trai chỉ muốn tìm lỗ mà chui. Chắc trong đầu đang nghĩ, tối nay cưới xong thì chết với ông. Cộng đồng mạng thì hài hước nói chắc do anh chàng kia làm gì có lỗi với cô dâu nên cô mới có thái độ như vậy. Tôi có muốn lấy anh đâu mà là do bố mẹ bắt tôi lấy đấy chứ. Hy vọng lành làm gáo vỡ làm nuôi, vợ chồng hai bạn sẽ sống hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Xin chào!